Xin chào các bạn đến với săn sale và đánh giá. Trên màn của mình đây là tất cả dòng sản phẩm mới nhất của các hãng nhà, bao gồm Realme GT Neo 5 SE, Realme GT Neo 5, ROG Phone 7, Redmi 8 S Pro, OnePlus A2V và Xiaomi 13 Ultra. Và như tiêu đề của video, mình sẽ test trực tiếp về cái tần số chạm cảm ứng trên từng máy một nhà. Và rất tiếc với các bạn, với Redmi Note 12 Turbo ấy, nó đang có một vài vấn đề, thì mình sẽ bổ sung thêm về cái tần số chạm cảm ứng trong cái phần comment nha. Trước tiên chúng ta đến với bộ đôi là Neo 5 SE và Realme GT Neo 5. Thôi, cho Realme GT Neo 5 SE vào trước đi. Mình sẽ test làm hai trường hợp. Trường hợp đầu tiên là không cho vào Game Center, và trường hợp thứ hai là cho vào Game Center nha. Cái trường hợp đầu tiên này là không cho vào Game Center. Đây, mình có test qua này. Khi chưa cho vào Game Center, các bạn thấy tần số chạm cảm ứng nó chỉ khoảng 187 thôi nha. Ok chưa? Mình sẽ thoát ra và cho vào cái phần Game Center. Ok các bạn nha, test thử lại nào. Ok, thêm cả chế độ GT nữa, tại vì mình thấy tần số chạm cảm ứng vẫn thế. Bật đây này. Đó, khi em bật GT lên thì mình thấy nó có nhảy lên 250 này. Đấy là về tần số chạm cảm ứng trên Realme GT Neo 5 SE. Thì đây các bạn thấy thiết kế con này thì quá đẹp rồi đúng không? Chúng ta đến với nhân vật thứ hai của nhà Realme là Realme GT Neo 5. Đây các bạn ơi, khi chưa bật chế độ GT lên thì tần số chạm cảm ứng nó khoảng 250 này. Đó, mình sẽ bật lên luôn GT này. Vẫn chỉ khoảng 250 thôi. Mình sẽ ra check lại một chút về cái app trò chơi đây. Cái phiên bản Realme GT Neo 5 mình đang có đây là cái phiên bản quốc tế các bạn nhé. Mình sẽ thêm cái ứng dụng này vào. Ok anh em, test lại nào. Cũng chỉ được khoảng 250 thôi các bạn. Thoát ra vào lại nha. 250. Ok, Neo 5 chỉ được 250 thôi các bạn. Chúng ta đến với hai cái mẫu gaming phone sừng sỏ ở thời điểm hiện tại, đó là ROG Phone 7 và Red Magic 8S Pro. Thôi thì trông trước cho ROG Phone 7 đi trước các bạn nha. Đây các bạn này, ở trong cái phần X-Mode thì mình chưa có thêm cái ứng dụng test tần số chạm cảm ứng nha. Chưa có gì cả, mình test thử luôn. Ok, bây giờ mình sẽ thêm cái ứng dụng vào trong phần X-Mode. Bật lên các bạn. Rồi, thoát hẳn ra vào lại cho nó yên tâm. Thử nha. Sợ có 200 thế này. Đây là mình test tất cả trường hợp các bạn nha, để các bạn có thể là rõ hơn. 166. Được rồi. À, chưa bật X-Mode các bạn. Bật X-Mode lên nó chỉ được khoảng 250 này. Tắt X-Mode và cho out cái ứng dụng này xem nào. Lại nha. Đấy, khi mà cho ra thì tần số chạm cảm ứng ui, vừa thấy 1000 hack. Ok anh em, 333. Chúng ta đến với nhân vật tiếp theo, Red Magic 8S Pro. Phần này thiết kế đẹp thật sự luôn các bạn. Vào luôn app này, mình chưa cho vào cái phần Game Space nha. Check ra được thì nó khoảng 250. 250, 222 này. Rồi, thoát ra. Và mình sẽ cho vào cái phần Game Space của máy. Đây nha, thêm. Các bạn đoán thử xem nó sẽ được bao nhiêu. Uầy, ok chưa? Mình vừa nhìn thấy con số 500 và nó sẽ ở mức 470 này, 437. Thường thì nó sẽ ở mức khoảng 430, 407. Nhưng mà con số 500 là con số rất lớn đấy. Ok, đấy là Red Magic 8S Pro. Tiếp theo là OnePlus A2V và Xiaomi 13 Ultra. Các bạn thích test con nào trước? Thôi, test con đắt tiền trước đi. Rồi, Xiaomi 13 Ultra. Đây là sản phẩm màn hình cong nha, và cầm nắm thì nó sẽ nặng ở cái khu vực camera này, rất nặng luôn. Quay trở lại với nhân vật chính của chúng ta, đó là Xiaomi 13 Ultra. Mình đã cho vào cái phần Game Turbo rồi nha, test thử luôn. Đây, các bạn thấy mình có check được này, thì nó ra khoảng 250Hz là chủ yếu nhé. 222, 250 này. Bây giờ mình thoát khỏi Game Turbo đi, thì con này nó sẽ như thế nào? Cũng chỉ được khoảng 125 thôi các bạn. 125 này, 111. Ok chưa? Chúng ta đến với nhân vật tiếp theo, OnePlus A2V. À, con này thiết kế thì vô đối rồi. Chúng ta vẫn có mặt lưng kính này. Và khung này chắc chắn là khung kim loại các bạn nha, không phải khung nhựa đâu. Cầm
cứng cáp lắm luôn. Rồi, ok, OnePlus A2V. Chúng ta đến vào cái phần mềm đâu nhỉ? Đây. Hiện tại mình test thử thì nó khoảng 375 này. Đây là mình đã cho vào cái phần Game Central rồi nha. Đây các bạn có thể kiểm chứng. Đây, ok chưa các bạn? Mình bật rồi đấy. Thế thì bây giờ tắt đi. Đó. Thì với cái phần mềm này nó sẽ hiển thị tần số chạm cảm ứng bao nhiêu đây. Tắt đi vào lại cho nó chắc đúng không? Đâu rồi nhỉ? Đây. 125, 142. Cũng chỉ được khoảng 125 thôi. Ok chưa? Vừa rồi là một vài cái mẫu điện thoại mà mình có check được về cái tần số chạm cảm ứng. Đây. Gaming phone này. Điện thoại best choice tầm giá để chơi game này. Rồi là đây, sản phẩm cũng không được đón nhận nhiều nhưng mà cơ bản cũng ok. Realme GT Neo 5. Các bạn cảm thấy sao về những mẫu sản phẩm mình có test trong video ngày hôm nay? Và có cái sai sót gì mong các bạn để comment bên dưới nha, để mình có thể giúp kinh nghiệm. Rất cảm ơn các bạn đã xem đến đây. Và mức giá rẻ nhất một vài sản phẩm mình có nhắc tới trong video ngày hôm nay, mình sẽ để được link ở phần mô tả và bình luận ghim. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.